Chương 1 Thần Chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Âm 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 vang tiếng nổ điếc tai, một cổ thần uy vô địch đâm thủng khung trời. Vang mấy tiếng âm âm, thần uy vô địch thổi quét toàn thần vực. Thần uy tàn phá thiên địa, bao nhiêu người quỳ xuống ngay, ngay cả thần tôn đều sợ hãi tim đập nhanh, chân không đứng vững. Đây, đây là sắp đánh nát thần vực sao, một người thanh niên, đứng giữa thương khung thần uy trên người tỏa ra như muốn nghiền nát không gian hắn hét lớn long ngạo thiên có dám chiến một trận nói xong hắn tự hư không lôi ra thần kiếm của mình thần kiếm ra khỏi vỏ sát khí ngập trời sát khí đó đừng nói thần tôn ngay cả thần hoàng cũng tìm đập chân run đám người xa xa đứng coi trận chiến mặt không còn chút máu khiếp sợ nhìn vị thần đế cao cao tại thượng kia vị thần đế trẻ nhất trong chư đế vô tình kiếm đế vị thần đế mang đầy sắc truyền kỳ của nhân tộc vô tình kiếm đế thần quan nhấp nháy trong mắt, lấy hết báu vật của mình ra. Từng món, từng món thần khí, đế khí, thần binh vô thường, bí bảo viễn cổ. Hắn lấy ra từng món vũ khí vô địch, thần quan vô tận chiếu rọi khung trời, ánh sáng yêu diễm chói mắt, nhìn một mình vô tình kiếm đế có nhiều vũ khí vô địch, bí bảo vô thường đám người đỏ mắt ghen ghét vô cùng có vị thần tôn trưởng môn đại giáo buồn bã khẽ thở dài vô tình kiếm đế a à, đúng là vô tình kiếm đế nội tình như thế người ngoài không thể so sánh xa xa phía chân trời tổ địa long đế vang lên tiếng rồng ngâm vang trời một con kim long dài vạn trượng bay lên như muốn che kín thương khung kim long trong nháy mắt bay tới chỗ vô tình kiếm đế vô tình kiếm đế lạnh lùng nói ta đã đến long ngạo thiên thù hận năm xưa đến lúc thanh toán rồi hôm nay không chết không ngưng. Từng lời nói lạnh như băng rít qua kẻ răng. Biển máu che trời, huyết khí vô tận nhấn chìm thiên địa. Từng vòng thần quang mở ra quanh thân vô tình kiếm đế, mỗi một thần quang sáng rực như thác rũ xuống thượng thiên. Vô tình kiếm đế trên bầu trời cao, tư thái cao cao tại thượng, càng lúc thần quang càng thịnh, như thiên nhật giáng phàm. Nhìn huyết khí siêu kinh khủng của vô tình kiếm đế, một thần hoàng rung động, lẩm bẩm, đây là tạo nghệ thần đế sao? Thật là kinh khủng, giơ tay nhất chân khiến thiên địa biến sắc. Lứa tuổi như vô tình kiếm đế đã là thần đế đủ làm các thế hệ trước chấn động. Lúc bọn họ còn trẻ cỡ tuổi như vô tình kiếm đế tuyệt đối không đến cảnh giới thần hoàng chứ đừng nói tới thần đế, đủ nói lên hắn có tài hoa ngút trời, là một thiên kiêu chi tử. Người trẻ tuổi càng khâm phục, tán thán. Thế hệ trẻ nhân tộc tại thần vực xem vô tình kiếm đế là thần tượng, mục tiêu của đời mình. Các thanh niên nhân tộc được trưởng bối dẫn theo nín thở nhìn chầm chầm cảnh tượng trước mắt. Quyết đấu như thế không chỉ đặc sắc hấp dẫn, mà còn là một cơ hội học tập khó có được, vô tình kiếm đế đứng trên đỉnh thế hệ trẻ đương thời, được thấy cực hạn tài học của hắn, thấy đạo hành tinh thâm nhất là bữa tiệc thị giác cho người trẻ tuổi. Đây là một bài học tốt nhất, người có chút thiên phú sẽ cảm ngộ được một ít từ trận chiến này, âm, âm, âm kim long rốt cuộc cũng có cử động biến thân thành một thanh niên tuấn tú mái tóc màu bạch kim dài chấm lưng đôi mắt màu vàng trong rất yêu dị khoác trên người bộ lông bào trong rất uy nghiêm thở dài một hơi kim long chậm rãi mở miệng vô tình không chết không thôi thì không chết không thôi tới đi ầm kim long đạp một cước bầu trời rung lắc vang lên một chuỗi tiếng nổ cả bầu trời hóa thành biển lửa các ngọn núi lửa nổ tung trên bầu trời phun ra dung nham vô tận cảnh tượng hủy thiên diệt địa, bầu trời bỗng thay đổi, vô số núi lửa phun trào, thiên hỏa đốt hư không trăm vạn dặm làm người xem biến sắc mặt, long ngạo thiên ra tay làm mọi người giật mình, thế hệ trước cũng không nhận ra đó là tuyệt học gì, đây là tuyệt học gì vậy. Quy lực như thế làm nhiều người tim đắp nhanh, khi núi lửa vô tận phun ra, con người vô tình kiếm đế co rút, mở cho ta. Kiếm đâm ra. Âm, vang tiếng nổ điếc tai, hư không vỡ, kiếm khí siêu bá đạo như bão tố lật tung tất cả các ngọn núi lửa bị kiếm khí như bạo long lật ngược núi lửa nổ cảnh tượng cực kỳ đồ sộ khi các ngọn núi lửa bị đánh nát cảm giác như tận thế đến rất chân thật làm người trái tim treo cao khi các ngọn núi lửa nổ long ngạo thiên hiện hình kim long hú dài ngao tiếng hú như vạn con rồng cùng hú long ngạo thiên cứ thế hú dài mỗi tiếng hú theo tiết tấu thiên địa như thể thiên địa cộng minh cùng tiếng hú của gã long ngạo thiên bước ra từng bước thiên địa lắc theo tiết tấu, hư không vặn vẹo. Tự con sống. Hóa hình thành kim long vạn trượng, kim long gào thét, ngao. Một con kim long hiện ra, trảo như xé nát bát phương, thiên hỏa hừng hực vọt tới, khí thế như hồng, không ai đỡ nổi. Kim long có thể đụng sập thiên địa, đạp vỡ non sông, kim long bay tới, hai trảo vội lấy vô tình kiếm đế, kinh khủng hơn cả núi cửu thiên đè xuống. Vô tình kiếm đế tùy thời bị long trảo xé nát vùng, vô tình kiếm đế một kiếm, một kiếm chém ra, rất nhẹ nhàng chém kim long thành hai nửa, máu phun tung tóe. Tuy nhiều người biết đó không phải kim long thật sự, chỉ là đại đạo pháp tắc diễn biến nhưng vô tình kiếm đế chém con kim long thành hai nửa, máu phun ra, cảnh tượng rất trung động, ngao, ngao ngao. Tiếng hú của Long Ngạo Thiên lại vang lên, mỗi một chuỗi tiếng hú dài như là đại đạo đồng minh, âm 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 âm, thiên địa rung rẩy vô số người biến sắc, mọi người nhìn đàn kim long từ trên bầu trời chạy xuống. Thần thú kim long bình thường khó gặp lúc này như vạn con trâu rừng chạy tròn. Các con kim long lao tới, mỗi kim long như muốn nghiền nát non sông, kéo theo thiên hỏa hừng hực lao nhanh đến như đót cháy thiên địa, thấy vạn con kim long bay tới, vô tình kiếm đế sông lên nghênh đón kim long xé nát núi sông. Hai kiếm đâm ra ra, kiếm khí nổ đầu kim long, chân đạp lưng kim long trong phút chốc vô tình kiếm đế nhảy lên hộp xuống, ngón tay hóa kiếm đâm thủng đầu kim long bay trên không trung, một kiếm chém nát đầu kim long, ốc văn tung tóe. Có khi vô tình kiếm đế tay không diễn biến kiếm đạo chém kim long thành hai nửa, trong phút chốc vô tình kiếm đế tay không lao vào đàn trăm ngàn vạn kim long. Con nào đến là giết con đó, gặp hai con dết cả cặp. Vô tình kiếm đế dết máu tươi đầm đìa, thịt văn khắp nơi, giờ phút này, vô tình kiếm đế như thần minh, vết ra con đường máu trong đàn trăm ngàn vạn kim long. Trăm ngàn vạn kim long bay tới như mảnh thú nước lũ, vô tình kiếm đế thì vững vàng tựa cây cột xé mở đàn kim long cường đại, ngao, ngao, ngao. Tiếng hú dài của long ngạo thiên vẫn vang lên, ngày càng nhiều kim long lao nhanh ra. Bầu trời như thể đã trở thành thế giới kim long. Vô số kim long xé nát bầu trời, thiên hỏa trực cháy biến thành biển lửa đốt cả thiên khung. Trên bầu trời biến thành ổ kim long, bên trong có trăm ngàn vạn kim long chui ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kim long vô cùng tận dết hoài không hết, chém mãi không xong. Mặc cho vô tình kiếm đế mạnh cách mấy sẽ bị mệt chết, âm um, âm um, âm um, âm um, âm, um, vô số kim long chạy trộm, nơi này đã trở thành thế giới kim long. Thiên hỏa vô tận đốt khung trời, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc làm người xem hết hồn, vô tình kiếm đế giết các con kim long nhưng mãi mà không hết, chém hoài chém mãi, càng giết càng nhiều ngàn vạn con kim long nhào tới muốn cấu xé vô tình kiếm đế, long ngạo thiên trở thành thần long, gã triệu hoán hết kim long từ ngàn giới vạn vượt đến. Tất cả kim long theo long ngạo thiên kêu gọi chạy nhanh đến xé xác vô tình kiếm đế, cảnh tượng hung mảnh tàn bạo làm người quan chiến. Nhất là người trẻ tuổi máu nóng sụt sôi, vô tình kiếm đế giết từng con kim long, ngày càng nhiều kim long lao ra làm hắn giết chán tay, vô tình kiếm đế hú dài, nhảy lên. Sau lưng vô tình kiếm đế xuất hiện hàng vạn thanh kiếm, hắn thi triển chiêu thức trong vạn kiếm quy tông, vô tình kiếm đế hú dài, vạn kiếm nhất trảm, hai tay vô tình kiếm đế khép lại, trăm ngàn vạn thanh kiếm chém tới. Âm, âm, thoáng chốc hình công vô tận như lưỡi liềm kéo dài thật dài, trên chém thiên khung, dưới chém địa phủ, hình cung chém ra, rắn chắc không gì phá nổi, không gì đỡ được. Máu phun ra như đổ mưa, trăm ngàn vạn con kim long bị chặt đầu, vô số cái đầu lăn lông lốc chồng chất như núi nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả